Rồi Xin bình mến chào cô chú anh chị đã đến tĩnh. video tiếp theo của Vương Phạm TV. Ngày hôm nay Vương và thầy lại lặn lội trên một cái đồi núi, nhưng mà cái khu vực đây thì Vương được biết ở đây có một bà cô, nói chung là cũng khá là lớn tuổi rồi. Cô này thì cũng có cái chân gọi là đi cày dẹo á, thì cũng là cái sức khỏe cũng đã xuống rồi, cũng đã là gọi là già rồi đó thầy. Thì con với thầy vào thăm cái ngôi nhà này coi thử cuộc sống của họ như thế nào, và mình vô mình coi mình giúp được cái gì thì mình giúp. Là thứ nhất là thầy giúp sức khỏe, thứ hai là coi thử tài chính của cô này có khó khăn cái gì hay không thì con sẽ giúp đỡ cho cô luôn. Thầy đã đồng hành với Vương cũng mấy cái video rồi, thì rất là vui là thầy cũng đi trên một cái con đường khá là xa tới đây, và thầy cũng đã tới đây. Thì bây giờ thì bắt đầu thầy chọn mình vào để thăm cái hoàn cảnh này nha cô chú anh chị nha. Thầy cũng chưa biết cái hoàn cảnh nữa, thôi nếu mà con nói vậy thôi thầy cho Dạ, mình cùng tiến hành. nhưng mà chú chó này nó lạ này Ủa thầy, tự là nhiên con mình lạ quắc lạ nó quơ mà nó tới nó mừng nó quẩy đuôi. mừng Thôi mình đó. giờ thì Vương xin mời cô chú anh chị và quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước cùng đồng hành cái video này với Vương nha, để biết cái cuộc sống này của bà con như thế nào luôn nha Thôi cô chú anh chị để mình nha. vô coi coi con sao. Đây đây thầy. Đây ha, đi đường này ha. Chào cô. Dạ. Chào cô nha. Đây là cái đôi chân của cô đây thì đi cày dẹo thôi. Cô ơi, có thể là cô đứng dậy và cô đi vòng 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 tí xíu được không cô? Đây. Yếu rồi, cái chân yếu rồi nè, cái Dạ. chân ngắn chân dài nghe bà con, Dạ, đúng rồi. chân cụt chân dài Như là giống như là một cái chân 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 thẳng chân cong á. Đó. rồi. Rồi Wow. con hỏi cô có bị lúc nào Dạ. lâu chưa? Dạ. Dạ. Là cô ơi cho con hỏi này một cái nha, là cô cái này á là cô bị hồi nào cô? Từ lúc con cha mẹ sanh ra là bụng ở trong bụng của cha mẹ sinh ra nha, là mình bị khuyết tật cái gì luôn nha. Dạ. Cô ơi cho con hỏi là cô tên gì được không cô? Tên Cá Kéo, Thiên Cá Kéo. Cô được nhiêu tuổi rồi cô? Cô là ngày ngày tháng cô biết, cô chỉ biết năm thôi, năm nay là 60 tuổi rồi. Chào mừng. Ông xã thì năm 50 mấy rồi. Là hiện tại giờ ông xã của cô đang ở đâu? Đi làm cho người ta, Là đi cá gần con, gần gần đây gần ở đây, gần chưa đây đi luôn. về đâu. Là đi trả công, là cái kỹ thuật trả công là mình phụ người ta làm rồi xong rồi người Sao ta người ta qua phụ phụ mình cho lại. mình? Thì cái đó là gọi là trả công của chú anh chị. Vậy là người ta phụ mình, nhà mình có chồng. Vậy là đám bắp này là của nhà mình hết luôn hả cô? Của nhà mình kia đang bắp kia, còn non kia là của người ta, đây của mình. Này là của mình, thì có miếng bé tẹo này thôi, còn mấy cái non non xanh xanh kia là của người ta hết Của người toàn bộ. ta, trong của trong tay thì của mình nè, đám tay của mình. Thì ví dụ mà một một mà tới cái mùa mà thu hoạch đó là mình bẻ bắp á, mình kiếm được nhiều tiền không cô? Đâu ta hết phân bón giống tan nữa, dạy xe cày nữa là không đủ đâu, cũng còn thăm nợ với người ta là Ủa, nếu mà thâm nợ mà mình làm chi? còn mình làm lại thì mình không làm thì người ta nói mình làm biếng làm sao, người ta nói có đất có Làm đai mà không có đi làm sao, mình cũng ráng làm mình nghiên cứu mình làm cái gì cho nó lời lã lên, cho mình làm mà không mình có lời lỗ, đâu, mình làm mà mình lỗ rồi, mình cũng chịu đành chứ, phân bón lên cao hết rồi sao. cái vụ này mình cũng thấy hơi hơi lạ và hơi căng, lỗ mà vẫn làm. Làm thế Dạ còn mình không làm thì nghề nào mình làm, cái này là mình mình cũng cũng làm hơi thế thắc mắc. vậy. Và ủa cô cho con hỏi này cái nữa nha, cô ở đây là chỉ có hai vợ chồng ở hay sao cô? Hai vợ chồng, Rồi hai vợ chồng của cô là có người con cái nào không? hai đứa con nhỏ nhỏ đi đi học, một đứa anh nó thì học còn nữa lớp 4, xong ông nói mẹ không có tiền đâu để con đi làm, mà con còn nhỏ sao đi làm thôi, con đi làm cha nó còn nghỉ học Ví vậy. dụ, khoan khoan khoan, chờ con tí xíu. Tại sao mà thầy có thấy nó hơi sai sai đi? Học Con lớp 4 mà đi làm, lớp 4 là con nhỏ xíu sao đi làm cô? mà ông thích đi làm, ông không có tiền nộp nhà trường thì ông Nếu đi mà học làm học lớp 4 10 là tuổi à?
tuổi à? Ông không đi làm. Đi làm. Đón em nó có 11 tuổi đó xin đi làm, tôi không cho Mẹ, đâu. Ở đây đấy. đi chăn bò người ta. À là đi chăn bò cho người ta thôi. Đi chăn bò người ta. Ôi ơi, 11 tuổi người đồng bào Rắc Lây. Là Là... cô là người đồng bào Rắc Lây hay là Cờ Cờ Ho? À Cờ Ho. Cờ Ho với lại người đồng bào Rắc Lây cũng giống như nhau của chúng chị. Mà mới 11 tuổi, 10 tuổi 11 tuổi mà đã bước chân ra làm rồi. Thì những anh chàng thanh niên cũng phải làm gương mẫu giống như con của cô này. Là đã 10 tuổi, 11 tuổi. Ví dụ mà ai mà không học thì cứ kiếm cố gắng đi làm phụ cho cha mẹ là được rồi đúng không thầy? Đúng. Dạ. Thì Nè. bây giờ thì để cho thầy Con nhìn tôi đó kìa. Dạ. Cái chân kìa, Thầy quẹo ơi, chân rồi kìa. cái này con thấy là này nó Con cong cầm giống như là nó bị bẻ luôn chưa á. cầm máy là gọi nha. Dạ đây này. Quẹo hết trơn à. Quẹo đây luôn này cô chú anh chị. Quẹo chân luôn rồi. Trời ơi, đây này. Quẹo bằng chân à. Trời ơi, còn cái ngón này là nó bự này. Rồi cái này mình chỉnh như thế nào này? Thì ở cô đi nó yếu mà nó đau phải không? Đau hả? Nói chung là yếu đi cũng không nổi. Bây giờ thì sẵn ở đây Vương Phạm cũng có cái nhân viên thì người ta chỉ trên đây. Thì Vương Phạm cũng giới thiệu thầy đến đây để giúp cho cô. Nếu mà cô đi mà nó êm cái vụ đau mà nó có sức khỏe hơn nữa thì đó là cái sự vui mừng nha cô. Ừ. Đây là cái cầu nối tình thương rất là lớn nè để giúp cho cô đó. Lúc con bây giờ còn sống, cô cũng nói của nó, của người đó đe ra thay chân tay dạy xong bóp cổ cho nó chết luôn, cha nó nuôi chay nuôi cho mất công, thay mình lưng dạy mình khổ lắm. Rồi Nhiều đó cha nỗi mẹ nói là gì là bóp cổ hồi nhỏ đi hả chứ để chi hả để anh chay để mình lưng dạy khổ lắm. mẹ. Thôi bây giờ đã đến đây rồi thì lương y Võ Văn Phố cũng giúp cho cô nha. Được chút nào hay chút nấy nha. Thì bây giờ mình vô trong này Ngồi, ăn ngồi cơm đây luôn. luôn ha, hay là ngồi đây luôn Ngồi thầy? đây luôn, lấy cái đồn đó qua Dạ. là được rồi. Đồn nhỏ nè. Đó. Lắm á thầy. Ha, nhẹ. Nhẹ hả? Dạ. Ừ. Và hôm nay thì thầy sẽ giúp cho cô được cái đi cho nó hoàn thành hơn. Và bây giờ thì để cho cô đi lại thử một lần nữa cho cô chú anh chị coi là cái sự hiệu quả của thầy. Vâng thầy ha. Và bây giờ cô sẽ đứng dậy cô đi thử vòng này. Đó, Yếu cả nhà cái ơi, chân này yếu cả nhà ơi. đó, cực kỳ luôn. Mà Mà quay lại đi khi con, mà giống như là cái chân này này quay là lại con. dài hơn này, còn cái chân này là ngắn này. Đúng rồi, nó teo còn cái cọng à, nhỏ Dạ. xíu à, chân bên kia nó nở bự. Dạ. Rồi con lên đây ngồi đi, Dạ rồi. đi từ từ con. Đi. Ồ, yếu dẹo Cái này dẹo là cả cô nhà ơi. đâu đi xa được đâu đúng không cô? Đi xa thì là mình lấy cái cây mình đem Chống cây, dài, trong chống cây thôi. vô. Còn bên mặt bằng này là cô đi vòng ở đây thôi, chứ không đi đâu được. Dạ. Thôi bây giờ giúp cho cô nha. Rồi mời cả nhà cộng đồng mạng gần xa trong vòng ngoài nước hãy ủng hộ kênh Vương Phạm và kênh của Lương Y Võ Văn Phố nha. Mời cả nhà theo dõi trực tiếp nha. Rồi giúp cho cô nha. Cái này chắc cái này gọi là cái gì biết không Vương? Là cái này Cái này là mang cái bệnh bẩm sinh trong bầu thai của bụng mẹ rồi, đúng không cô? Cái này do cái này khớp háng nó cũng teo luôn rồi. mà cái bàn chân cong như thế này mình chỉnh lại được không hay là mình để lại đi Nói là chung được mình rồi? vẫn vẫn chỉnh nhưng mà quan trọng là cho cái chân khỏe mạnh, Cho đi cái chân nó mà nhẹ nó không có đau. cứng cứng cáp rồi. Đúng rồi, cho nó cứng Mà chắc cái cái đôi chân. chân của mình đi như vậy nó đau nhất không cô? Đau Đau nhiều không? đau đau thì mình đi nổi nữa thì sáng mai mình dậy đâu có được thì đau ông xa chứ biết không, Rồi nó đau mà nó đau quá giờ sao sáng thức lại dậy đi đi. không nổi. Không sao không chửi hả? Nói ai biết mày đi xoăn quanh nó đau vậy. Ông nói làm vậy ông ta nói. Rồi cam ở đây. Rồi giúp cho cô nha. Bắt đầu vô chương trình chính. Nó Chắc đau làm chắc đau. không có đau. Không có đau miếng nào hết. Có đau thì cô nói nha. Rồi gì có Dạ, đau ngày mai lên nha. không? Vậy Dạ có đau rồi. không? Nó vậy đó. Đây thì đây đâu có ai gì đâu, thương cái ai nè. Mất một sợ, còn con sợ. Nó mất còn gần dây chằng là đúng Dạ. không? Rồi cô yên tâm. Rồi gì có đau không? Nó vậy đó, làm cho cô không có đau. Sướng lắm. Ok. Cô thấy đau không cô? Có đau không? Làm gì Đau có không? đau không? Đau. Làm gì đau không? Đau. Không, làm gì có đau không? Gì có đau không? Làm hồi nãy đau, Rồi, làm cho anh đau. rồi, rồi, rồi. Gì có đau không? Gì đau không? Đau. Đau hả? Rồi. Rồi gì có đau không cô? Bây giờ mình làm cho cái này nó Là chắc.
cô có bị té không cô? Không, không té đâu. Hồi lúc trong bụng cha mẹ đâu có té gì đâu. Không, là lúc lớn lên này cô có bị té gì không? Thời hồi lúc biết lăn á, hồi lúc con bây giờ ông già còn xong làm đây bên đây cái choi người ta lên thang á, và 12 cái thang té xuống ở dưới mà không chót gì hết, Vậy mà đó bé cái bình hả? nước không, mà đi bác sĩ cũng không có tiền mình đi mượn đi vay, mà cái đây một cái đây là nó nứt hết, bác sĩ nói nứt hết cái đây là đem theo tới chết luôn, mà chị sợ cô sợ sợ một thứ thôi. Bác sĩ nói thì tim thì nó nhỏ xíu gì, đâu có teo tim gì đâu mà tim nhỏ xíu. Bác sĩ nói thì biểu đi kiểm tra lại, mà mình có tiền đi kiểm tra bỏ. Rồi tập trung vô đây đi. Rồi gì có đau Không. không? Ok. Không đau là được. Giúp cho nó cái chân nó chắc cái đầu gối lại ha. Nghe cô. Dạ. Cái gân này là nó mất cộng phải không? Mắc còn. Mất cộng dây chằng ở cả nhà. Cái Dạ. gân phía sau. Ôi Đúng thầy rồi vô thầy biết mất cộng nào luôn hả? rồi. Wow, quá đỉnh luôn. Lần Mà sau. nhiều khi Quân nói thật chứ, không phải là Quân tăng bốc hoặc là gì cả. Như là thầy, chị, không, cũng như, như là gọi là gì? Có chị cũng như không chị, mà cũng như không chị. Nhưng mà nó ngược qua ngược lại, giống như là thầy cứ thò cái, rờ cái tay so so là so tới đâu là hết tới đó. Nó đau như vậy, Quân làm rất vậy là đau, lạ luôn. rồi vậy có đau không? Đau Làm gì có đau không? không, Làm gì có đau không? đau Đau đâu, chỗ nào? đau thứ đây nè. Ồ cái cục trên này hả? Cái cục ở cái cục trên này. Rồi gì có đau không? Không, làm nhẹ tay đau, làm mạnh tay nó đau, Rồi gì có đau không? đau Dưới này đau luôn. đau luôn. Buồn. Rồi gì có đau Không không? Lấy cái họng đi. đau, Rồi gì có đau đau không? lắm không, đau lắm không, đau Rồi gì có đau đau không? Đụng gì đau không, không? Gì đau đau không biết làm sao, nó làm Rồi gì có đau đau không? Đụng cũng đau nữa hả? đúng đau Rồi dưới này đau không. không? Ca này cũng căng hơn thầy ha. Cái này Đó là hồi đó bây giờ này bóp bẩm sinh cổ mà hồi đó ai nói tôi nói hồi đó bây giờ đe ra bóp sao cổ cho nó chết luôn cha mình nó. suy Mình ở như vậy thì nghĩ khổ vậy, bây giờ mình kia suy nghĩ lạc quan quá chứ, mình suy nghĩ lạc xong quan bây quá giờ quá nó thì đâu có nhiều gì đâu mà bóp cổ, có một đứa làm sao mà bóp cổ bây giờ nó như vậy là cô có một gia đình mình ơn hả? hả. Gia đình có mình ơn hả? Có mình ơn mà. Trời có nè Phương. Đau Ủa đau luôn, lên gì đau không? đau Nhẹ nhẹ gì đau không, nhẹ thì cũng đau, rồi làm gì đau mạnh không? là Nhẹ gì đau đau, không? Không rồi đau hôn ngộ ta rồi gì đau không? Rồi lấy cái họng đi, đau đâu có gì đâu mà đau. Gì đau không? Đau luôn hả? Bệnh này ngộ ha. Rồi, gì không đau? Rồi, lấy cái họng đi. Cái này nó cũng biến dạng. Cái chân bên biến đây cô thấy dạng nhỏ hơn chứ. chân kia không? Nó Chân teo đây cơ đó. nhỏ, chân đây lớn, Rồi gì có đau 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 lắm ta, ai dạy không? Rồi gì có rõ đau không không, hả? Rồi không cô buông tay ra đi. Rồi gì có đau không? Nhẹ vậy nè. đau Đau đâu? đau đây nè, bóp vậy nó đau. Đâu có bóp đâu, để gì à? Nè, Dạ gì có đau không? gá vô thôi mà Gì chưa có có đau bóp không? chưa gì hết mà. Gì đau không? Không mà. Rồi để xuống đi, để chân xuống đi, Dưa tay dưa vàng bò dưa rồi để chân xuống đi. Ai rồi cả nhà xem cô đứng lên đi nha cả nhà, cô đứng lên đi cô. đây hả. Rồi cái này là bẩm sinh là nhỏ phải không? Đi nhẹ không cô? Nghe Có nhẹ thấy không đau hơn không, hả? Nghe nhẹ không? nhẹ mình đi gần nhà mình đi xa cũng đau. Nhưng mà đi thấy nhẹ phải không? Rồi cô đi đi lại đây coi nhẹ không, đi vậy có đau không? Đi vậy không đau luôn Mà hồi nãy mà là cô đi cô đi như vậy có đau không cô? Đau, Đau đau. hồi là cô đi nãy là lần đầu nó đau, Nãy mà lúc bây giờ là không đau. thầy chưa hỗ trợ là cô đi đau lắm, bây giờ là đi không đau Vậy là mà mình nó được cho mấy nhẹ. điểm ta? 10 điểm. Rồi 6-7 điểm Quá, rồi. quá tuyệt vời luôn. Vậy cũng chúc mừng cô nha. Dạ. Chào cả nhà, thì hôm nay Lương Y Võ Văn Phố cũng
hỗ trợ cho cái cô này cũng rất là khổ đau, cái nhà bệnh bẩm sinh hồi nhỏ trong bụng mẹ, nhưng mà hồi nãy cô đi là nó đau nó nhức, đi yếu lắm cả nhà. Khi hỗ trợ xong rồi là cô đã đi nhẹ và không còn đau. Con có lời nào nói với cô với cộng đồng mạng, rồi mời con. Nghĩa là cái đôi chân của cô là đi không thấy đau nữa. Dạ. Bây giờ cô đi lại thử coi. Đi đi con, Cô đi đi thử mạnh lại dạn coi đi. thử cái cảm giác là nó như thế nào. Đó, im quá Cô ta. diễn tả lại cho con biết được không? Rồi cô đi đi. Nó đi không đau nữa, hồi nãy nó Con đi đau. không đau nữa rồi. Sướng. Im ta. Đi gần đây không đau, đi xa 50 mét là đau. Mà bây giờ đi không đau mà nó nhẹ. Dạ. Rồi ngồi đây đi, rồi cái việc của con muốn nói gì con nói đi. Rồi thầy giao con. Rồi, Mừng quá. Mừng quá cả nhà. nói vô lòng quá mừng luôn. Còn cái chân này có bị đau không cô? Không, Không đau đúng không? đau cái Nó đây chỉ thôi. đau cái này thôi. Rồi bây giờ thì nó đỡ đau rồi đúng không? Nó hết đau rồi. Là mình đi lại được rồi. Đi nhẹ không đang một xuống Nếu mà cái này thì mình nắng là không bao giờ nắng được đúng không? cái đó nó biến dạng Nó biến dạng. bẩm sinh Gọi là một cái biến dạng gọi là nó bị khuyết giống như là mình sâu ăn đó, đúng không thầy? đúng rồi, cái xương nó biến dạng đến nó co nó quẹo đó, Giống như là trái cây mà bị sâu ăn hết lõm á. đúng rồi Nó diễn tả nó giống như vậy hơn hẳn giống như con nói đó. ha. Thì cái này là mình kéo ra thì không được, kéo ra thì nó sẽ nó rang xương và gãy luôn. Đó, Đúng. thì nó khá là nguy hiểm, thì làm cho nó đỡ đau là được rồi. Ủa mà cô, rồi cô ở trên đây là cô sống 200 như vậy, rồi ở đây là cô có ngồi bắp ra cô có làm gì nữa không? Thì đây chắc ngon bắp ở trong nhà thì ông xã đi trác cho người ta làm công với người ta, mình ở trên trời mình chắc ngon bắp. Rồi ở đây con thấy gà nó chạy xung quanh ở đây này, là gà nhà mình luôn hay sao con? Nhà trong nhà. Là gà của mình. Là ở đây là cô nuôi được bao nhiêu con gà? Đó, ta lên ta nhớ con 15 con. 15 con tính có gạo ăn thì lấy con ông xã nói để nhiều nhiều đã mới lấy. Là mình lấy là lấy sao cô? Lấy ví dụ như mình lấy một cái hai cái hai con ba con mình mua đủ bao gạo, nếu không có gà thì mình rang ở lại Ý cô nói là còn nhỏ quá, mình đem đi mình bán thì nó uổng, để cho nó rồi. lớn mình bán, nói vậy. Thì đó thì Vuông cũng muốn làm một cái cầu nối cho bà con là có gà để nuôi, ví dụ mà nhiều khi mà ăn mà hết gạo hoặc là hết thức ăn gì đó thì có thể là bắt con gà đổi gạo mà để ăn, là cái ước nguyện của Vương là giúp đỡ. Nhưng mà ở lên đây thì cô cũng đã có mười mấy con gà luôn hả? Dạ, 15 con, ta Mười nhỏ cả lăm lớn. con. Rồi là hồi nãy cho con hỏi lại là hai người con trai của cô là người lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Là người lớn nhất hả? Là sinh năm đẻ ổng thì trai lần đầu đó là ngày 19 tháng 9 năm 2005. Thì đằng em nó đằng sau thì mùng 3 tháng 5 năm 2008, đầu 2008. Nếu mà năm 2005 là 20 mấy tuổi rồi đúng không thầy? 2005 là mới có 18 tuổi thôi. 18 tuổi, 18 tuổi với lại 11 tuổi. Dạ, là hai thanh niên là đã đi làm là chăn bò gần đây luôn hay là sao? Sao? Dạ, rồi hàng tháng là hai anh chàng trai trẻ đó có gửi tiền về cho cô không? Không, lấy bò 3 năm con bò 3 năm một con bò, ăn cơm họ. ăn cơm họ. Là 3 năm một con bò, là mình lấy con bò lớn hay là bò nhỏ? Bò một thước Bò một thước, là một cao một thước. cao cao một thước á đó. Đó một bò một thước á Cũng là trọng trọng rồi. Trọng trọng rồi. cũng làm mà 3 năm luôn cũng khá là hai hai anh chàng đó là làm hai chỗ khác nhau hay là làm chung một chỗ? Làm khác. Làm khác. Dạ, cũng là 3 năm của một con luôn. Rồi ôi, chỉ là một cái đồng bào bà con ở đây rất là cực khổ luôn, Quá khổ và luôn. cũng nói chung là mà tại sao mà cô lại biết mà mình phải chăn nuôi gà như thế này thì để làm gì? Thì kẹt tiền thì mình lấy gà mình bán lấy gạo ăn. Rồi học đó giờ là cô nuôi gà như vậy này là có ai chỉ cho cô Không, không? từ lúc mình ở ngoài rày thì bà già chia đất thì mình ở ngoài rày, lúc bà già còn sống á, bà già chia đất ở đây
Bây giờ nó thì có đất rồi, mày tụi mày thì ở luôn ngoài ra đây, ở các trời ở luôn. Tôi bây giờ đây 20 năm rồi. Không, mà ý của con nói là gà là ai chỉ cho cô nuôi gà hay là tự Từ cô tốt, suy nghĩ? từ suy nghĩ, À, tự suy nghĩ. mình ở ngoài ra thì phải có con, 2 con gà để Dạ. nó vui, chẳng lẽ mình ở không sao được. Nói chung là quá là quý luôn. Quý à? Thì cô đây thì cũng là mười mấy con gà. Hồi nãy là cô nói là mười mấy con. 15. 15 con, là con lớn nhỏ luôn hay là Dạ, lớn không. không? Nhỏ lớn 15. Là có nhỏ lớn này luôn á hả? Dạ. Đây nữa nè. Dạ. Quý Có anh chị, đó. đây nè. Có đó Ôi làm ôi ôi. hết tất cả là 15 Dạ, con, cá lớn 15 cá con. nhỏ. Dạ. Là này nó tự ấp tự nở luôn hay Từ sao? ấp từ nó. Ôi ôi. Vậy là nếu mà tại vì Vuông thấy á, là ở đồng bào Cò Ho hoặc là Đắk Lây là bà con là chỉ biết là làm rẫy thôi, còn chăn nuôi là hiếm lắm. Đây là gọi là một ca đầu tiên là có cô đây là biết chăn nuôi đó. Thì bây giờ thì con cũng có tí xíu phần quà con gửi cho cô để cho cô mua gà thêm bỏ vô. Ví dụ mà xây sở là nhiều khi mà cái lúc mà mình không có gạo ăn cơm hay là gì đó thì mình bắt con gà mình đổi gạo giống như là cô nói con hồi nãy nha. Đó, để cho mình có một cái miếng ăn miếng uống qua ngày nha cô nha. Thì cô cũng biết tính toán rồi cũng suy nghĩ làm này làm kia cũng ra cái đồng tiền của cô chú chị. Thì và bây giờ thì bữa nay thì con cũng chúc cô là cái chân của cô đã nhẹ nhõm và đi cho nó đỡ bớt đau đớn đó. Dạ. Hồi nãy là cô đi là lần đầu tiên cô đi không là nó rất Đau. đau. Dạ. Rồi bây giờ là nó còn đau nữa không? Không. Nó không còn đau nữa. Không, cô nói thật nha. Thiệt không đau. Bây giờ Do nghe nó nhẹ chưa cô? đi sang mai mình đi á, nó qua đau như vậy. Mà bây giờ cô thấy cái chân nhẹ chưa, ngồi Chân vậy thấy nhẹ nhẹ chưa, nè. hiệu quả nó vừa có lý Ôi quá hiệu quả rồi. luôn thầy. Ok. Không, mình nói cho nó thật. Không, Rồi cô nói nói chung thật mới đau được cũng chứ cô được. đừng có nói dối nha. Bên đây theo đau không? Đúng rồi, nói theo ông À, thầy không được. cô cũng bên đạo hả? Bên đạo gì? Công giáo. Đúng Công giáo, con cũng đạo công giáo rồi. nè. Hả? Dạ. Bên đây công giáo không? Dạ. Thì Ôi ôi. ông xã thì tiền lành. Dạ, xã tên lành. Còn cô là Công công giáo. giáo. Dạ. Con cũng công giáo, đây là vừa vừa Phật vừa công giáo luôn. Dạ. Thầy này bên đáng à, Phật chúa cũng vậy Phật à. chúa cũng vậy đâu à. Yêu thương hết, Phật kính cũng trọng vậy, hết. cũng dung nhau, đâu có Dạ khác nhau gì đâu. thôi bây giờ bữa nay thì cũng là cái duyên lành ha. Cũng khi mà cô đã bệnh bẩm sinh nó biến dạng cái xương khớp và chân và luôn cái thần kinh tọa và cái khớp háng, thì cái duyên lành thì giúp cho cô, hỗ trợ cho cô để cô có sức khỏe. Thì bây giờ hồi nãy cô đi là nó đau đi yếu, bây giờ cô đi nó nhẹ mà nó không đau. Thôi cũng xin chúc mừng cô nha. Rồi về cái phần sức khỏe thì thầy Phố đã giúp cho cô, đó là tấm lòng. Còn về cái hoàn cảnh của cô để mà phát triển cái mơ ước kinh tế thì Vương Phạm sẽ nói với cô rồi đó. Cô vui mừng nghe. Chúc mừng cô. Rồi ơi. Cũng có một tí xíu phần quà gửi tới cho cô, để cho cô có một cái kinh phí là cô mua gà thêm để cho cô chăn nuôi và để thả ở trên đây để cho nó ăn những cái con trùng rồi nó sinh sản ra, nó đẻ ra. Thì mình có thể là mình bắt con gà mình đổi lấy gạo nha cô nha. Dạ, thì con cũng có tí xíu phần quà thì con gửi cho cô luôn. Cân Cân An ở Hà Nội, 500 ngàn, giải ngân luôn cái số tiền của Cân An Hà Nội luôn. Và Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Hồng Duy, 500 ngàn. Chị Trang Nhí ở Úc, 500 ngàn. Chú Tám ở Úc, 500 ngàn, giải ngân luôn của chú Tám luôn. Cân Trần Thị Mừ, 500 ngàn. Và cô Hương Cao Lì ở Mỹ, 500 ngàn. Chị Nguyễn Thị Xuân ở Bình Phước, 500 ngàn. Là tổng số tiền của mình là 3 triệu rưỡi nha cô nha.
Dạ, con gửi cái phần quà này cho cô để cho cô trang trải cái cuộc sống. Tại vì cô á, thì hoàn cảnh cũng hơi khó khăn, và cũng có chú và cũng có những cái gọi là sinh hoạt ăn uống và những cái này kia nọ. Thì nói chung là giàu thì không nói giàu và nghèo cũng không nghèo, thì cũng gọi là đủ ăn qua ngày thôi. Mà lâu lâu thì cũng thiếu tiền mua gạo, thì bà con trên này mà bắt những con gà, nhưng mà những cái con gà nó tí tí này không à, thì chỉ có bắt những cái con gà lớn thôi. Thì mình tạo điều kiện cho cô để có một cái kinh phí nuôi gà thêm để cho cô có một cái tin tí xíu nữa nha cô nha. Dạ con gửi cho cô ạ. Bữa nay cô vui không hả? Nói câu coi hả? Bữa nay cô vui không? Chưa con chưa con dạy Đang chứ mình nghèo đang nghèo luôn vô luôn rồi. đào nhất, giờ hết đào nhất Dạ rồi, sướng rồi. bây giờ thì con gửi cho cô là 3.500.000 nha cô nha. Dạ đây, 5, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Dạ con gửi cho cô. Con cũng chúc cô là Cảm cô đã ơn có sức cô. khỏe rồi là thứ nhất. Thứ hai nữa là cô cũng có một tí xíu tiền để trang trải cái cuộc sống của mình, rồi những cái cần thiết cô sử dụng, và cô mua những cái gạo này kia nọ để cho chồng bồi bổ sức khỏe để làm những cái rẫy vườn này kia nọ nha cô nha. Rồi con cũng chúc cô là sức khỏe. Cô cũng có một cái lời nào gửi tới cô chú anh chị và quý vị mạnh thường quân đã gửi phần quà này cho cô. Cô cảm ơn mấy người thiên vị không quên, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn có gì hơn, quý hơn được, cũng cảm ơn lời ăn tiếng nói mà thôi. Rồi có lời nào nói với thầy đã Thầy trị cái chân mình không? Dạ cái cô nói gì cô cảm nói. ơn nha, thầy làm cái chân của con Nó đau chưa? hết đau rồi, Đi con khỏe không? đi khỏe. Mừng quá. Nếu nếu như vậy thì con cảm ơn thầy, không có gì quý hơn được, chỉ cảm ơn là ăn tiếng nói mà thôi. À, cái đó là trách nhiệm của thầy, chỉ có cái tấm lòng giúp cho cô thôi nha. Dạ Rồi xin vâng, chúc mừng cô. thì nói chung là chú sẽ ban phước lành cho cô, thì cô cũng bên đạo Thiên Chúa của chúng chị thì ban phước lành cho cô hai cô ha. Rồi nhiều khi là cô có cầu nguyện canh đêm rồi cầu nguyện với Chúa gì hay không? Không Không hả? mở đài Cha Long không À, mở đài Cha Long chỉ là chia nghe trai sẻ là nó siêu cha xe. giảng Dạ thôi đúng không? dạ Dạ vậy là cũng được rồi cô chú anh chị. Thì thôi thì chắc là con với thầy tranh thủ mình về luôn hơn thầy ha. Thầy rồi xuống núi, tại đạo núi là tối lại là mình không có cái thời gian mà mình để ra, tại từ đây mà về lại vương á là cả mấy chục cây gần đâu. Tính ra thì xuống núi ra vô thì tầm khoảng cỡ 70-80 cây gì đó. Đó thì tầm cỡ đó thì mấy thầy trò thì tranh thủ còn đi về nữa cô chú chị. Hiện tại giờ hồi nãy là quay trời nắng, bây giờ sập chiều tối luôn rồi. Thì bây giờ thầy Vuông xin phép tạm dừng cái video, thì con về luôn nha cô nha. cảm Thì bây ơn giờ mấy cô con đứng lại, nha. cô đứng lại cho cô chú anh chị xem nè. Dạ Đó, êm không? rồi cô Trời đi coi, đi xuống dưới đi. ơi cô đi nè. Rồi đã Dạ mà. trời ơi mấy con nha. Đi đi Dạ cô, đi 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 thử xuống dưới tôi đi, đi 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 qua ơi bển. con này cô chú anh chị rất là quý luôn cô chú anh chị. Còn Trời đau ơi không cô? Không hả? ở đâu hả, lên đây đi cô. Nó nhẹ không? Rồi mừng dữ ta. Ôi đi vòng vòng luôn nè. Ôi nãy đi cà dặn cà dẹo, bây giờ đi nó đỡ đỡ nghe. Thôi chào cả nhà cộng đồng mạng nha. Thì cũng xin chúc mừng sức khỏe cô, cũng chúc mừng cho cô có Vương Phạm hỗ trợ cho cô nha. Mong rằng cô á giữ vững cái tinh thần mạnh mẽ lên để làm cái kinh tế nuôi gà để sinh nhai nha. Vương chi giúp cho cô rồi đó. Dạ Cô cảm ơn Vương đi. cảm ơn con. Con không có gì cảm ơn đâu, chủ yếu là cô là giữ gìn sức khỏe Rồi là thứ nhất. Thứ hai nữa là cô ráng cố gắng mua thêm mớ gà nữa để chăn nuôi và để có một cái lợi nhuận để cho cô lo cho gia đình và để có gạo ăn thường xuyên, mình khỏi bị đói nữa nha cô nha. Quân thay mặt cô cảm ơn cô chú anh chị và quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Nhiều khi Vương nói liều nói lộn đó, cô chú anh chị cũng thông cảm cho Vương nha. Thì chắc là bây giờ thì Vương xin khép lại cái video, thì con với thầy về luôn nha thầy thôi nha. thôi, hai thầy trò mình Dạ rời gót, bởi vì đời đường nãy đi nó thấy khó lắm, khó dạ đi lắm, thì nói chung xa là lắm. đường núi nó dập dềnh dập dờn nó mình cũng hơi khó đi tí xíu. Thôi vậy xin kính chúc sức khỏe cho cả nhà cộng đồng mạng gần xa trong vòng ngoài nước nha. Thôi.
xin khép lại cái video. Thì cảm ơn thầy, thầy đã đồng hành với Vuông, và cảm ơn tất cả cô chú anh chị và quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước cùng đồng hành xem hết cái video để biết cái hoàn cảnh và cái cuộc sống của cô, và đi đi đứng này kia nọ rất khó khăn, và bây giờ thì cũng đã đi đứng lại được rồi. Thì cũng nói chung là cái chân thì nó bị khuyết tật thì vẫn khuyết tật, nhưng mà đi nhẹ nhõm là rất là ok. Và thầy là cũng có cái kênh YouTube đó, thì mong cô chú anh chị cũng ghé qua cho thầy một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ, để cho thầy có một cái động lực ra cái nhiều video để giúp đời, giúp đạo và giúp bà con cô bác nha. Tên của thầy là tên kênh của thầy là tên gì thầy? Lương Y Võ Văn Phố, đó là kênh YouTube của Lương Y Võ Văn Phố nha. Dạ. Rồi mời cả nhà vô thì, và bấm đăng ký. Thì thầy á là chuyên quay những cái hoàn cảnh là bị khuyết tật, bị bệnh, bị đau này kia nọ, thì giúp đỡ cho bà con bớt bệnh, bớt đau, để mang tới cái sức khỏe cho bà con. Và ngày hôm nay thì cũng tới được, và nói chung là một cái cơ duyên cũng tới được cái hoàn cảnh này của cô, và giúp cho cô sức khỏe và có một cái tài chính để cho cô sinh sống và những cái cuộc đời kế tiếp nữa nha. Thì bây giờ thì Vương xin khép lại cái video, và mong cô chú anh chị hãy để lại cho Vương một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nữa nha. Và bây giờ rồi, chào cả nhà.